Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đi phần 3, cũng là phần cuối về bartender. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối dữ liệu để chạy ra hàng loạt, nghĩa là chạy dữ liệu thay đổi đó. Thì các bạn, mình sẽ mở lại cái file hôm bữa, đây cái file hôm bữa mình thiết kế, mình thử review luôn cho các bạn thấy. Thì mình thiết kế làm sao nó sẽ ra y chang vậy thôi, tức là dữ liệu nó không có thay đổi. Nhưng mà trong thực tế thì những cái thông tin này khi các bạn làm nhãn thì nó sẽ thay đổi liên tục, và cái cách đó thì chúng ta sẽ kết nối dữ liệu của nó với một cái dữ liệu bên ngoài. Thì có nhiều loại dữ liệu khác nhau, thì các bạn có thể nhấp vô đây database, có thể kết nối với test nè, test file, asset, excel, sql hay gì đó, nó rất là nhiều loại dữ liệu. Nhưng mà cách đơn giản nhất mình hay làm là kết nối với Microsoft Excel ha. Rồi đầu tiên thì các bạn phải chuẩn bị một cái file Excel. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái file Excel. Đây, những cái cột này, bốn cột này nó sẽ tương ứng với bốn cái field ở trong cái file bartender của mình. Đây, style, color, size và cái phần barcode. Style, color, size và barcode. Đây là những thông tin thay đổi. Thay đổi theo tùy theo các bạn, tùy theo khách hàng các bạn đặt. Các bạn đây. Thì cái cấu tạo file Excel này á, thì cái dòng đầu tiên sẽ là cái phần tiêu đề để bartender nó nhận dạng, nó kết nối. Nghĩa là cái phần này sẽ không phải là nội dung in của con nhãn, mà nó chỉ dùng để kết nối. Từ cái dòng thứ hai trở đi, đây chính là nội dung in của con nhãn. Vì vậy khi các bạn thiết kế, các bạn lưu ý là phải chừa ra một dòng. Nếu không các bạn, nếu mà các bạn không chừa thì sẽ mất đi dòng đầu tiên. Rồi ok, thì các bạn phải lưu ý khi các bạn làm xong cái file này á, các bạn phải save Excel ad nó, Excel nó với cái dạng là Excel 97/2013 nha. Nếu mà các bạn ok, các bạn tắt cái file này đi. Rồi, các bạn quay lại Bartender. Ở đây các bạn sẽ chọn vô cái biểu tượng là Database Connect Setup. Chọn vô đây. Chọn cái dạng file kết nối là Excel. Chọn Next. Bằng liên kết với cái file hồi nãy. Đây. Bấm Next. Thì nếu mà có nhiều sheet á, phải Excel mà có nhiều sheet á, thì nó sẽ hỏi các bạn chọn sheet nào. Còn nếu mặc định nó có một sheet thì tự động nó lấy qua bên đây luôn. Và các bạn bấm Finish. Rồi, ok. Rồi, đây là các bạn đã kết nối cái file bartender này với một cái file dữ liệu bên ngoài. Rồi bước tiếp theo á, khi các bạn kết nối thì nó chỉ là mới lấy file kết nối với file Excel bên ngoài vô thôi, nó chưa có hiểu những thuộc tính này là tương ứng với field nào ở trong cái file Excel cả. Nên bây giờ các bạn phải thiết lập. Đây mình sẽ đi thiết lập, các bạn chọn vô cái field style. Double vô nó. Đây, cái field style, cái biểu tượng màu xanh xanh nè, embed data. Tức là thông tin này không thay đổi, các bạn gõ sao nó ra vậy. Thì muốn thông tin thay đổi á, thì các bạn phải chọn một cái thuộc tính khác. Ở đây có nhiều loại nha, log và giờ này, thì mình sẽ chọn database, tức là lấy file thông tin từ Excel vô. Trước khi này mình phải double lại một cái mình để dành đây, các bạn copy, các bạn paste. Thì các bạn phải xác định ở đây giả sử như cái chữ style này nó sẽ là không bao giờ thay đổi thì mình sẽ giữ nó luôn. Bạn xóa này đi, chữ style này lúc nào nó sẽ có. Tiếp theo á, nó là cái thằng thông tin ở sau này nè. Các bạn thông tin này nó sẽ thay đổi thì các bạn sẽ chọn nó là database. Finish. Rồi, đây nó sẽ khi quá trình database xong ở chỗ phần field name nó sẽ sổ ra bốn cái field hồi nãy các bạn đã chọn. Thì mình sẽ chọn ở đây là style. Lâu lại tương tự cho các cái field còn lại. Các bạn làm tương tự cho các field còn lại. Color. Size.
sai. Cái cuối cùng UPC, bạn sao lại lúc này á, khi các bạn bấm thử review đi, review ở góc trên đây thì nó đã kết nối dữ liệu với các bạn và chạy ra cho các bạn những con nhãn có những liệu dữ liệu thay đổi liên tục. Các bạn nhìn đây, nó thay đổi theo theo Excel của các bạn, rất là hay phải không các bạn? Cái video này các bạn có nhìn nó hai cột nó hơi thưa thưa, các bạn thấy kỳ không? Các bạn hãy chỉnh lại và nhấp đúp vô đây. Các bạn chọn vô layout, các bạn chọn cột là mình cho giả sử như là cái số cột đang là 2 mình cho lên 4 đi. Cái số dòng là mình cho lên 7 đi, nhìn nó tương đối ha. Ok. Đó. Rồi view lại coi. Ok. Các bạn có thể cho thêm một cái hành tab ở dưới, nên là các bạn chọn pay nè, các bạn chọn enable pay table, thì lúc này các bạn nhìn ở góc dưới nó sẽ xuất hiện một cái sheet là pay table. Đây chính là cái sheet mà các bạn muốn thấy được cái khổ giấy của nó dàn như thế nào. Hồi nãy view mới thấy được, nhưng bây giờ các bạn có thể qua đây các bạn có thể thấy được. Cái mục đích của cái pay template này á, là các bạn có thể đưa ra những cái thông tin của các bạn như là ai thiết kế nè, rồi cái logo công ty của các bạn chẳng hạn. Thì các bạn có thể đưa vô đây, mình thử ví dụ cho các bạn xem. Mình sẽ tiến hành đưa một cái logo của cái nhà sản xuất bartender này vô, mình sẽ đưa nó vô đây, mình sẽ load nó vô trong bartender. Đó, mình đặt nó vị trí này, mình cho nó lớn lên. Đó, mình chỉnh lại cái phần nội dung nguồn nhãn, mình double vô đây. Cái phần top này tức là cái phần các bạn phải cho ít dòng ở lại trước đó, nếu mình cho nhiều nó sẽ bị tràn ra. Top mình cho khoảng 2 inch tức là 50 8 mm đi chẳng hạn. Cái phần bottom là bạn cho 125 này đi. À, ok, chưa đủ, các bạn phải cho cái này lên là 70 80 luôn. Ok. Đó, các bạn đây biểu tượng ở đây là cái logo hay cái tên gì của bạn đó. Rồi xin mình sale lại, tức là những cái thông tin mà không thay đổi thì các bạn trang trí cái file cho đẹp thì các bạn cứ đưa vô đây. Rồi các bạn bây giờ các bạn bấm review thử. Đây đây là cái file khi mình chạy ra. Rồi và bấm rin, mình sẽ rin ra một cái mục tờ. Rồi, mình lưu ở đây luôn, tập sample 2 đi. Đây đây là cái file khi các bạn chạy chạy layout ra đó. Nhưng mà thấy rất là tuyệt vời phải không, tạo barcode rất là đơn giản đó, nó sẽ tương ứng với những cái cột trong Excel hồi nãy, nó sẽ tương ứng những giá trị trong Excel. Như các bạn nhìn vô cột barcode nha, sẽ là 17 24 31 đúng không, nó sẽ là 17 nè, 24 31. Cơ bản là vậy. Còn các bạn mà trong quá trình các bạn làm á, có thắc mắc gì thì có thể mail cho mình nếu mình biết thì mình sẽ giải đáp. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình, thì nếu mà mình có thủ thuật gì hay cái phần mềm gì hay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.